Hello, chào mọi người nhé. Hồi sáng nay có một anh gọi cho mình bảo là có cái máy phát điện này mà lắp hệ thống ATS đã xuất hiện hết điện bình ắc quy đó. Thì cái máy phát điện này là dòng máy của Nhật. Dòng máy của Nhật thì nó có cái cũng đời cũ cũ rồi, có cái con chuột tắt máy là nó nhấn vào cái nút để nó hít vào và tắt máy. Đấy, thì có qua quá trình độ chế rồi để sử dụng, và cũng như là một số cái máy phát điện này mà có cái hệ thống giống như thế này này, giống như này, con dơ lê tắt máy nhé. Thì nhất là trong chăn ma hoặc cuta, với cái loại mà chúng ta sẽ kéo vào để nó tắt máy ấy, thì nó bị hư. Chúng ta mua tìm loại này khá là khó khăn và rất là đắt tiền, để tìm được thì cũng rất đắt tiền nhá. Thế thì hôm nay mình có hướng dẫn anh ấy chia sẻ, anh ấy mua mấy cái về luôn để anh ấy đặt và lắp cho những cái hệ thống ATS mà anh ấy sử dụng. Cụ thể là cái nào rất đơn giản thôi, đang có mấy cái sản phẩm để trưng bày sẵn rồi. Thì đây cái sản phẩm đó là cái này nhá, cái này là do mình tạo ra, mình chưa có làm nhãn mác vào. Thì mình sẽ đặt tên cho cái sản phẩm này, nó là engine stop nhá, tức là tự động dừng máy. Loại này thì cũng rất đơn giản, thậm chí là nó còn đơn giản hơn mấy cái sản phẩm của bên Nhật họ sản xuất cơ. Bên Nhật còn thêm vài cái tín hiệu linh tinh nữa đấy, nhưng mà mình làm là tối ưu hóa tích hợp ở bên trong rồi, để cho anh em có thể dễ dàng bất kỳ ai cũng có thể đấu nối đó là được cái này, cho dù chúng ta không phải là thợ nhé. Rồi, cái sản phẩm này thì nó chỉ có 4 dây thôi, một cái dây nguồn, một dây mát, một dây tín hiệu, một dây tín hiệu on máy phát điện ấy, và một dây tín hiệu để tắt máy, cực kỳ đơn giản luôn. Rồi, tiếp cái đóng hộp và được chống ẩm, chống nước luôn nhé. Chống nước thì không được chống được 100% đâu, nhưng mà trong cái môi trường khắc nghiệt, ẩm nồm các kiểu là nó chịu được các bác nhé. Còn ngâm nước thì có khả năng, nếu mà chúng ta hoạt động trong cái môi trường ngâm nước thì em phải thiết kế đặc biệt, sẽ đổ keo kín kín hơn, nhúng keo vô luôn. Rồi, nhưng mà không cần cần thiết đến bước đó đâu ạ. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nhé, hướng dẫn đấu nối lắp đặt nó. Để cái sản phẩm nó chỉ 4 giây như thế rồi, thì trong cái video này sẽ hướng dẫn cách đấu nối lắp đặt luôn. Thứ nhất là mình sẽ cần một cái ổ khóa đề, hoặc là công tắc on máy, hoặc là chúng ta sẽ kết nối với hệ thống điều khiển ATS xuống, đó chính là cái nút nút on nhé, cái nút on, nút remote ấy, là mình sẽ cấp vào cái gì thì chúng ta cùng theo dõi đây. Ở đây là mình đang sử dụng một cái ổ khóa đề thông thường nhé, mấy anh em lắp mà để chế máy, độ máy cho sạc pin máy bay vân vân và vân vân đấy, anh em dựng máy, độ máy thì chúng ta cũng có thể sử dụng được cái này luôn. Chúng ta không cần phải lắp thêm cái nút nhấn nữa mà mình có thể sử dụng cái này luôn được. Đầu tiên ấy, thì đây là con chuột tắt máy, hay là gọi là cái solenoid mở dầu nhá, mở dầu tắt dầu. Thì đây là một cái loại tắt dầu, nó có 3 dây. Tuy nhiên thì nó cũng được lắp qua một cái thiết bị nữa, đó chính là cái bo khởi động. Cái bo khởi động này thì mình sẽ làm một cái video ở trong cái nội dung trong cái video khác nhé. Tức là mình chỉ cần một tín hiệu thôi. Còn một tín hiệu thôi, nó không ngậm điện và nó không bị hết điện bình ắc quy nhé. Đặc điểm của loại này nhá, không tốn điện, không nóng và chạy được liên tục, không tốn điện bình ắc quy, chỉ cần điều khiển một dây thôi. Rồi, thế thì cái bo mạch này của mình sẽ có một cái dây mát, thì chúng ta sẽ cấu dây B trừ, đây là dây âm bình ắc quy, chúng ta nối vào đây, đây là dây âm bình ắc quy nhá. Sở dĩ mình nối qua cái cầu này để mình cắm được nhiều cái thôi. Rồi, âm bình ắc quy mình sẽ nối vào đây. Ôi, nó hơi chập, hơi chắc cái túi ắc quy luôn này cho nó chắc cú. Rồi, mình nối âm bình ắc quy đây. Cắm âm. Rồi, cắm âm bình ắc quy xong ấy, cái cốt thì chắc là nó bị hư mất, nặng quá. Cắm âm bình ắc quy này, chúng ta sẽ có được cái phần tiếp theo là dây dương ấy. Dương đây, mình sẽ nối dương nhé. Dương thì mình sẽ nối chung với dương ổ khóa. Rất là phù hợp với lại anh em nào mà hầu hết ấy, máy của Nhật nó đều vậy luôn ấy. Đó, mình sẽ nối dương nhé. Úi giời, đây mình sẽ nối dương vào đây. Rồi, dương có 12V rồi. Đấy, thông thường ấy thì chúng ta với cái loại mà hít vô mở dầu thì mình nối thẳng vào chân ADC này luôn. Đấy, em bảo là cái là con chuột nó sẽ hít để mở dầu. Có để con chuột bên này cho nó dễ nhìn.
Đây con chuột đây. Mình sẽ cắm âm cho nó. Âm của nó đây luôn nhé. Âm cho nó ăn một cái này luôn là âm luôn này. Người ta cấp dương vào là nó sẽ hít vô thôi. Đấy. Rồi hít vô. Đè các quy lên luôn. Hít nha, dương nha. Rồi. Bình thường là mình sẽ nối với cái chân on ấy, chỗ chân này này. À, với lại còn lại mà hít vô mở dầu ấy. Đó là nó hít vô nhá. Rồi. Nhưng mà cái loại này giờ ở cái điểm nó là nó chỉ có khi mà tắt máy ấy thì mất cái lệnh on này, mất cái lệnh on ở trên cái ổ khóa đè ấy, thì nó mới ngắt ấy, thì nó sẽ qua một cái monitor này nữa. Đặc điểm của loại này ấy thì là nó sẽ khi mất tín hiệu ADC ấy, thì nó sẽ cấp nguồn ra đây. Nhưng mà cấp nguồn ra đây chỉ trong một thời gian ngắn thôi, 10 đến 20 giây thôi. Đấy, 10 đến 20 giây thì nó phải nhả ra. Đó, thì đặc điểm của loại như thế nhá. Thế bây giờ mình sẽ thử cái hoạt động của nó. Bây giờ mình sẽ bình thường này. Đây là đang ở chế độ tắt nhá. Đang ở chế độ tắt này. Đang ở chế độ tắt. Khi mà mình sẽ bật chìa khóa lên thì cái con chuột này nó không có hoạt động gì nhá, nó đứng im và thì mới là đúng trạng thái. Và chúng ta đè máy ấy, thì nó cũng không có trạng thái gì, đương nhiên đang ở chế độ mở dầu sẵn. Nhưng mà khi mình tắt máy này, đấy, tắt máy thì con chuột này nó sẽ được hít rồi tắt máy. Thời gian tầm khoảng hơn chục giây là đủ thời gian để tắt máy nhé. Có đôi cái máy thì nó sẽ lâu hơn một tí xíu, nên là mình sẽ để cái thời gian của nó từ 10 đến 15 giây. Còn với những con chuột mà nó chỉ nó có 3 giây này ấy, thì có thể thời gian mình cần cắt sớm hơn tí không nóng con chuột. Đấy, con loại này nó có cái motor này. Chính vì thế mà nó sẽ cần phải cấp nguồn lâu hơn một tí nhé. Đấy, là nó đã bung cái này ra rồi này. Nó vừa bung cái này ra xong, nó rơi vào tầm khoảng 16 giây. Đấy. Thế thì mình chia sẻ là cách đấu nối cái này này, bao gồm này, thứ nhất là dây âm bình ắc quy này, dây dương bình ắc quy này. 12 thì ta chọn 12, 24 là chọn 24. Nó sẽ có hai cái model, một cái model là có cái dòng là hơn chục ampe, mười mấy ampe, có thể cấp thẳng ra con chuột này luôn. Mười mấy 20 ampe. Còn một bên thì 5A thì chúng ta cần thêm một con tele bên ngoài nữa để nó điều khiển. Thì đây á, thì là mình sẽ có được cái dây màu xanh là dây ra nhá, và dây màu đỏ là dây vào. Dây đây là dây điều khiển nối với dương ổ khóa, rất đơn giản thôi. Đấy. Để chúng ta sẽ thử lại nhá. Đấy, bật cái là hít luôn. Cái con chuột này nó cũng không bị nóng này, vì nó điều khiển có một dây như này thôi. Nó sẽ tự động nó tắt. Đó, ok, như vậy là mình đã hướng dẫn anh em được cái cách để chúng ta sẽ lắp cho một cái máy phát điện cũng như là một cái động cơ diesel khi chúng ta sử dụng cái chìa khóa này và chế độ hít dầu không tốn điện bình ắc quy. Không tốn điện bình ắc quy cũng như là nó sẽ không bị nóng con chuột. Rồi. Rất là bền luôn đúng không? Ok, tắt máy xong. Như vậy. Ok, và cái video này hôm nay thì anh em nào có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ gì thì có thể liên hệ. Nếu mà cần mua sản phẩm ấy, cái con engine stop này thì anh em sẽ bấm một đường link bên dưới hoặc là liên hệ cái số điện thoại nha, 0949521211, mà cái bạn bên mình sẽ hỗ trợ để mua và đặt hàng nhé. Ngoài ra thì những cái con chuột 3 giây như này là anh em cũng có thể mua thêm start delay này nữa, start solenoid để chúng ta sẽ gắn vô, nó sẽ khởi động con solenoid này và không bị nóng nhé, nóng không bị cháy, không bị tốn điện, không bị quy. Và hẹn gặp lại anh em ở những video tới nhé.